An toàn giao thông. Quốc lộ luôn luôn phải được bảo vệ an toàn. Không những thế, còn được thiết kế tiện nghi, còn được trang trí xanh tươi với cây dại bóng mát, hoa lá bốn mùa đẹp như mơ. Từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, từ thành phố nọ sang thành phố kia, xe cộ cứ thế mà say men tốc độ lái nhanh vượt ẩu dài dài. An toàn có, tiện nghi có, ngay cả xanh tươi cũng có. Nhưng hiểm nguy và rùng rợn không phải là không có. Bằng chứng là đã từng có những quãng đường dài, bóng lá, cây rừng âm u mù mịt, những quãng đường sương mù dày đặc phủ kín, những quãng đường nhiều thú hoang tông bừa vào xe đang chạy. Điều gì xảy ra khi có tai nạn? Chết là cái chắc. Bác tài nào cũng vậy, vô vài lon rồi, đâu có ngán. Cực nhất là các thầy đội cảnh sát giao thông. Trời ơi, trách nhiệm và lương tâm đè nặng trên hai vai biết là chừng nào. Buổi cơm chiều trong gia đình, một sếp cảnh sát đem nỗi niềm này ra kể lể với vợ. Tưởng đâu được chia sẻ phần nào, bà vợ quý của mình cứ tỉnh bơ, ngồi ăn cho hết bữa, coi như không có gì đáng phàn nàn cả. Sếp gắt lên với vợ: "Em không nghe anh nói gì à?" Bà vợ vẫn thản nhiên: "Thì đã sao? Làm gì mà anh cuống lên vậy? Ngày mai anh cứ cho dựng đầu quãng đường này một tấm bảng lớn, đầu kia một tấm. Trên mỗi tấm bảng có dòng chữ như thế này: Lưu ý, chạy khỏa thân, yêu cầu chạy chậm." Khỏi nói, xe nào chạy ngang đây cũng đều răm rắp tuân theo luật lệ giao thông rất ư là nghiêm chỉnh. Bác tài nào cũng cố nhấn cổ ra khỏi cửa kính xe, giáo giác kiếm tìm. Sếp cảnh sát nhà ta bèn khen vợ rối rít: "Ôi, vợ tôi đáng yêu lạ lùng."